với clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật trồng gừng xen với chanh dây. Thì một số bà con cũng thắc mắc rằng á, thì khi mà chanh dây trồng á thì còn khoảng đất trống ở dưới chúng ta nên làm gì. Thì theo mình hướng dẫn á, thì bà con nên trồng gừng hạt nghệ. Thì với clip này thì mình hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật trồng gừng. Về yêu cầu thì bà con bón lót thì cũng có phân lăng thôi, và khi mà đào hố xong chúng ta rải phân lăng dưới, sau đó tiến hành bỏ nghệ xuống và lấp. Thì về khoảng cách á, thì chúng ta trồng khoảng 30-40 thôi, đó là hố cách hố từ 30-40 thôi thì chúng ta trồng. Đã sau này cái thời gian lớn lên chúng ta rất là tiện lợi cho cái việc nó là làm cỏ rồi đó. Thì đây là đất trống trước mình trồng lan, nên bây giờ lan cũng thu hoạch hết rồi, giờ tiến hành trồng gừng. Thì bà con chúng ta thì nên trồng tổng hợp, nói chung là luôn xen canh được cây gì chúng ta xen canh, vì chúng ta thu được quanh năm, hết cây này chúng ta thu được cây kia. Thì với cái mô hình của mình thì mình trồng chanh dây, sau khi ăn khoảng cái tầm 2 năm á, chanh dây chúng ta bỏ, chúng ta tiến hành thu bơ. Bơ lúc này 2 năm nó lớn lên, tán nó bắt đầu rộng, ta bỏ chanh dây đi thì chúng ta lợi được cây bơ, rồi lợi được cây củ gừng, nói chung là lợi được nhiều thứ. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh, vì kênh này thì mình luôn luôn tạo ra những video hình ảnh xác thực gắn liền với đời sống cho bà con xem. Vì những cái kênh khác và những video khác á, chỉ có hình ảnh thôi, không có những cái video xác thực như ở kênh mình. Nên bà con xem thì vừa có hình ảnh làm thực tế và vừa có cái kỹ thuật thực tế cho bà con xem, thì chúng ta áp dụng nó dễ dàng hơn. Vừa làm và vừa có hình ảnh để nhìn xác thực thì chúng ta sẽ có được cái kinh nghiệm cao hơn so với những cái lý thuyết. Thì qua clip này thì mình hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật mà trồng gừng xen tiêu. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh, like, chia sẻ video này để mình vẫn tiếp tục làm các video khác cho bà con xem. Xin cảm ơn bà con.